Sao lại ăn nước tắt? Nấu cơm nha bà Nguyên à. Đi vào Nguyên xuống bên cho cũng mệt lắm. Đi. Nhà người cũng ỉm một xíu. Nguyên bây giờ nha, đám cưới lo cũng mua hết găng tay cho mình làm nhá. Nhưng mà mua cái loại găng tay ấy. Mua loại găng tay ấy làm dễ. Mua cái găng tay trắng trắng ấy. Mua cái loại găng trắng như kiểu bọn ấy nó hay làm ấy, làm xăm chứ ấy. Loại đấy bao nhiêu vòng nghìn một đôi đó. Chưa đến 1.000 một đôi. Lấy mẹ cái túi bóng này. Chưa đến 1.000 một đôi. Để nấu cơm cho món ông ấy về ăn hả? Thế biết đến bao giờ về? Đi khám. Đi khám nhưng mà nếu ông này không ấy thì ông ấy nhập viện. Ơ thế á? Bị ông bị sao mà nhập viện? Đang bảo là đằng kêu đi nhớ ra máu, đằng thì kêu sao cho đi khám dạ dày như lụi xoay xem mà chi tiêu của ông ấy, cái u của ông ấy xem có gì không thì mổ. U gì ở đâu ấy? Bây giờ người ta gọi là thoái thoái ấy ở cái chỗ này gọi là cái gì nhỉ, tháp vị đệ cái viện gì ấy. Không biết cô về không, cô có cắm cơm bọn ấy đâu, cô chỉ cắm quả rưỡi kìa. Hay là với lại làm gì mà khám nhanh thế hả? Rồi chắc gì khám nhanh thế, hơn 7 giờ mới nhà đi thịnh khạng đến 8 giờ chắc gì đã về đến nhà. Có về nhà có khám xong may còn khám xong buổi sáng ấy. Đây cô cứ nấu thức ăn. Bây giờ 8 giờ mới đi sao nhỉ? 8 giờ kia.